chào độc giả ngôi sao.net, mình là Cù Ngọc Quý. Hiện tại thì Quý đang độc thân. Được bạn trai cầu hôn thì em nghĩ là một cái gì đó thật là bất ngờ như vậy thì em nghĩ nó mới làm cho mình nhớ hoài cũng như là không bao giờ quên được. Nếu như mà được tổ chức đám cưới thì em sẽ tổ chức ở bãi biển, ở một nơi thật là lãng mạn, chỉ có những người thân trong gia đình, thì em sẽ để lại những kỷ niệm cho mình không bao giờ quên được. Em nghĩ là sẽ cả hai áo dài sẽ trong những ngày làm lễ, còn áo cưới thì trong đãi khách. Quý xin chúc các bạn có một đám cưới như ý và hẹn gặp các bạn trong triển lãm cưới của ngôi sao.net vào ngày 25 và 26 tháng 8.